Xin chào toàn thể với cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với kênh của em. Thì 3 ngày nay, hôm nay là ngày thứ ba, sáng giờ em với Hoàng Đại miền Tây đi tìm ông chú người Campuchia thất lạc đó cả nhà. Thì 3 ngày nay nói chung là thông tin mà từ khi mà biết chú ở chỗ nơi cái chùa Cố Andes đó, thì em đã đi tìm chú và em tìm thì cách đây là 3 ngày nay vẫn không gặp. Em đã vô từng con hẻm và từng con kênh ở trên An Giang nè, thì tìm chú không gặp. Thì hôm nay em đã tìm tới một buổi trưa. Buổi trưa hôm nay thì bỗng nhiên có một gia đình ở Trà Vinh, hình như là Quang Hải hay Duyên Hải gì đó, gọi lên và nói là sẽ lên nhận chú. Tại vì người ta nói là cũng có một người thân thất lạc là 38 năm, thì ổng là người Khmer Lai Ba Tàu gì đó, thì nói chung là mình cũng không rõ. Thì bây giờ cả nhà hãy đón xem cái phần ghi âm cuộc trò chuyện của bên Hoàng Đệ và cô đó, thì sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện cho cả nhà nghe 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 cả nhà. Mời cả nhà cùng lắng nghe cuộc trò chuyện ạ. Dạ đúng mà cô. Cái ông tên cô này hiểu giờ ông ở mặt ở đâu vậy chứ? Dạ vợ chồng tôi việc gần Châu Đốc mà cô, nhưng mà tìm khác nhau gặp. Không, bởi vì tôi vừa cưng nhìn ổng á, chị nhìn ổng á thì giống hệt coi là cậu của chị, nhưng mà bị sao mà ổng nó tiếng Việt, ổng nó tiếng Việt không vậy? Dạ ông hiểu tiếng Việt, ông hiểu tiếng Việt nhưng mà chắc là ông nói được nhưng mà ông chưa nói đó. Vậy bây giờ chị lưu số này để chị hỏi mấy người cộng chị lại coi, nếu mà nhìn mà thấy có bạn mà giống là có 100% rồi, Dạ nhưng mà tại tại vì ổng á là người miên mà ổng lai tàu, dạ nhưng mà ổng đang ổng hỏi gà luôn, nhưng mà tại sao ổng có miên không, là thành ra bởi chị hơi một quan mang, chừng nào mà chị có thể chị liên lạc cái người cưng đó là sao? dạ cô đâu cô cô ở chị Vinh nè, mà cô ở dưới ở dưới huyện Như Hải nè. À chị Vinh hả? Dạ. Mà đem qua cậu chị đi bộ đội năm nay nó là 38 năm rồi đó. Dạ 38 năm nay. Mà rõ ràng là ông này luôn, nhưng mà tại sao lý do gì mà dắt này là ông mới tính miên à? Mà cái người cậu của chị cũng mới tính miên gặp vậy, mà đều cũng như là biết tiếng Việt luôn. Mà sao này không nghe nói tiếng Việt mà mình cũng nghe, tại vì tao vậy không mà phải không? Hả? Mày bắt nhớ rồi, còn không nhớ. Không nhớ lúc bữa. Đúng rồi, bây giờ. Bữa hôm bây giờ là có chị nhớ rồi. Có nghe ông nói một câu là rõ ràng luôn, nói là tao ăn. Ông là đâu có là người Việt Nam rõ ràng luôn, nhưng mà bây giờ ông không có đi tới tiếng Việt, nói chuyện tiếng Việt. Bây giờ. Nhưng mà nói bao nhiêu tiếng Việt tao hiểu hết trơn luôn à. Không, bây giờ bà ở trong đó phải là ông ở Bình Dương. Ông ở Châu Đốc mà, ông ở Châu Đốc là con tiệm ông ở ở mà đi ông xa trên nhà mà tiệm bữa nay ba bữa rồi là ông. Bây giờ như nè, bây giờ chị gọi là bạn với mấy người cậu của chị, rồi cái nếu mà chị đi tìm thì chị liên hệ với cưng má không? Dạ. Rồi, vậy cảm ơn chị. Cái ông này là cậu của chị rõ ràng nè, nhưng mà rõ ràng luôn, nhưng mà tại sao hồi đó ông ở nhà ông nói tiếng Miên tiếng Việt, mà lúc này sao bây giờ mình nói cho nghe thì bị ông gùng rồi. Mà bây giờ ông không nghe nói tiếng Việt đâu, chứ thật sự là ông này luôn á, chứ không có còn ai nữa trên đó. Không ai đi nhìn được đâu, cái ông này rõ ràng. Nhưng mà đặc điểm ở đâu nếu có đổi đặc điểm nhận dạng là có nhận dạng là đặc điểm ở đó. Mình không có nhận dạng hồi đó bây giờ lâu rồi mình không có biết ông có thẹo chỗ nào, bây giờ đi chắc phải lấy không có trên người con có trên người xong rồi đó mà nó mới có đặc điểm chứ, như là ruồi có cái gì đó cô. Bây giờ có hai ba đêm giống hệt luôn á, nhưng mà bây giờ vậy là nếu đi không phải thì mình đi mình thử máu mà là mình thử ATM gì đó. Bây giờ mình phải chịu qua rồi thử gì mới chắc ăn, mà ổng rõ ràng ổng rõ ràng luôn. Để con tìm mà ổng được rồi con chở về nhà con đi không đó. Rồi bây giờ gọi là nhớ đây rồi luôn số đi em. Rồi nhớ ở đây gọi là bàn sao sao gọi là liên hệ liền. Rồi vậy cảm ơn chứ. Rồi. Trời tối luôn cả nhà, trời tối luôn mà vẫn chưa tìm thấy dấu cả nhà ơi. Hiện tại là đang ở chỗ đốc đổ về đây nè.